Văn phòng Công tố Liên bang Đức ngày 20 tháng 12 thông báo cơ quan này sẽ ra lệnh tịch thu hơn 720 triệu euro, tương đương với 789 triệu đô la Mỹ, từ một tài khoản ngân hàng nặc danh của Nga ở nước này trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp của phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Quyết định trên được đưa ra sau khi xuất hiện những nghi ngờ Nga cố tình vi phạm các quy định cấm vận theo luật pháp Đức. Các công tố viên cho biết tháng 6 năm 2022, Liên minh châu Âu đã đưa ngân hàng trên của Nga vào danh sách trừng phạt. Theo đó, bất kỳ tài sản nào của ngân hàng này gửi tại các viện tài chính châu Âu đều không thể giao dịch và bị đóng băng.